Chào các bạn, hôm nay gia dụng nhà Việt sẽ cùng bạn tìm hiểu và sử dụng chiếc sạc pin chuyên nghiệp của hãng Double Power. Đây là chiếc sạc pin có mã là DPK50, cùng một lúc có thể sạc được 40 viên pin kích cỡ pin tiểu. Cái dòng này là chuyên dụng cho các cái nhà hàng hát karaoke. Ngoài chức năng sạc pin thì cái sạc này còn có cả chức năng xả pin để giúp cho cái thời gian sử dụng pin lâu hơn. Đây đóng gói của sản phẩm. Chúng ta sẽ tìm hiểu kỹ hơn ở bên trong. Chiếc sạc này được tích hợp 40 khe sạc và có màn hình LCD để theo dõi cái dung lượng nó đầy khi nào. Mỗi một viên pin thì sẽ có một cái màn hình theo dõi riêng. Chúng ta sẽ có cục nguồn đi kèm. Cục nguồn này khá to vì nó phải sạc một lúc là bao nhiêu ạ? 40 viên pin. Đây thông số chiếc nguồn này. Điện ra 12V và dòng là 4A. Đây là đầu cắm á. Và đây là chiếc sạc chúng ta. Sạc 40 viên pin Double Power DPK50. 40 khay pin. Cái này chỉ sạc được pin tiểu nhé. Đây có một cái nút này để các bạn điều chỉnh chức năng xả pin. Sau một thời gian thì chúng ta nên xả pin để nó sạc đầy lại thì sẽ hiệu quả cao hơn. Cái dòng sạc cho mỗi viên pin này là 500mAh. Và có thể sạc, đây các bạn nhìn rõ hơn ạ. Và có thể sạc được cho pin từ dung lượng 400 cho đến 3400mAh. Công suất là 48W. Bây giờ chúng ta sẽ cắm điện dùng thử. Các bạn sẽ cắm điện vào cái phần lỗ cắm ở đây ạ. Và cái nguồn này ta sẽ cắm vào ổ điện 220V. Ok, và màn hình nó sẽ sáng. Cái này có đèn nền màu trắng trắng nhé. Bạn sẽ nhìn rõ trong khoảng buổi tối. Và tôi sẽ thử lắp pin vào. Ở đây là tôi sẽ lắp 6 viên pin của Double Power. Dung lượng 3000mAh. Các bạn chỉ việc đơn giản là cài vào đây thôi. Cài bất kỳ vào ô nào cũng được. Cứ cài vào ô nào thì cái màn hình của ô đây nó sẽ hiển thị. Nó sẽ nhấp nháy cái hiển thị sạc. Đánh số từ 1 cho tới 40. Đấy. Ok, và ở đây tôi đang gắn 6 viên. Các bạn thấy nó chạm lúc ấy thì nó sẽ hiển thị cái dung lượng hiện tại của pin đang là bao nhiêu. Đây đang sạc từ viên 1. Mỗi khi nào mà sạc đầy thì các ô này sẽ đứng lại. Còn cái viên pin nào mà lỗi ấy, thì nó sẽ nhấp nháy. Đây các ô tương ứng đấy ạ, từ 1 cho đến 40. Đây quá trình sạc. Thế còn để xả pin ấy thì các bạn sẽ bấm và giữ nút này thì nó sẽ chuyển cái chế độ sang là discharge, là xả pin. Các bạn nhìn đấy ạ. Ở góc này nó sẽ có hiển thị cái chức năng là xả pin. Xả xong nó sẽ lại sạc đầy các bạn. Còn muốn chuyển sang chế độ sạc, bạn bấm và giữ nút này lại thì nó sẽ lại chuyển qua chế độ gì ạ? Sạc pin. Đây. Đấy, rất đơn giản. Đây lại là sạc pin. Còn bấm và giữ thì lại chuyển sang xả pin. Và bạn nhìn thấy là nó sẽ lại đi ngược để xả pin. Như kinh nghiệm thì cứ bao giờ khoảng độ một vài tháng thì các bạn nên xả pin một lần để nó tăng cái dung lượng lưu trữ. Và cách dùng thì rất đơn giản, cắm điện và cài pin vào thôi. Khi nào sạc đầy nó sẽ báo ở trên màn hình. Để tìm hiểu kỹ hơn về chiếc sạc 40 viên pin cùng một lúc của Double Power DPK50, các bạn có thể truy cập trong web pinhanoi.com. Cảm ơn các bạn theo dõi, xin chào và hẹn gặp lại.